Rất nhiều bạn hỏi mình cách ấp trứng, hôm nay mình hướng dẫn những bạn nào chưa biết nha. Nếu ai chưa có trứng sẵn thì mua ở trong cửa hàng pet. Có rất nhiều loại, mình sẽ mua loại 2.000 tiền. Sau đó mình về nhà để ấp. Về nhà thì thấy mấy cháu ngoại mình tới chơi, nên mình nhắc khéo, để yên tâm một mình rụng trứng. Đầu tiên mình cần một cái thảm cho trứng. Tiếp theo là cho trứng vào thảm để chăm sóc. Nhà mình lắm trẻ con nên mình giấu thảm hơi kín chút chút. Tiếp theo cần phải chăm sóc và cho trứng ăn để nở. Gói thức ăn này thì một lần là nở luôn. Đó, giờ là phần hồi hộp nhất xem nhận được con gì. Ha ha, trứng lại nở ra mèo, mọi người thả tim kết bạn mình nha.